Xin chào chị Minh Trượng, anh em mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái khóa học mới của chúng ta trên Udemy nha. Cụ thể ở đây khóa học của chúng ta đây chính là một khóa học giúp các bạn có thể làm full stack. Chúng ta sẽ học về hệ cơ sở dữ liệu quan hệ SQL, Express, React và Node.js nha các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy rằng là như cái tên gọi của nó full stack từ số 0, tức rằng là chúng ta sẽ làm từ đầu nha. Thì các bạn có thể thấy rằng là đây chính là cái nội dung chính các bạn sẽ học. Chúng ta sẽ hiểu và áp dụng thằng React để chúng ta có thể xây dựng được một cái giao diện phía frontend, và chúng ta sử dụng Bootstrap 5 để xây dựng một cái gọi là giao diện responsive, cũng như rằng là chúng ta sẽ nắm vững và thành thạo RESTful API với thằng Node.js nha các bạn. Và đồng thời trong khóa học này chúng ta cũng luyện thêm cái phần tư duy phân tích thiết kế database cho dự án, bởi vì rằng là chúng ta sẽ cần phải thiết kế nó, đúng không các bạn. Và cuối cùng đây chính là chúng ta sẽ thực hành cái việc phân tích cả database này kết hợp thằng React và thằng Node.js để chúng ta làm một cái dự án mà có thể phân quyền người dùng với thằng JSON Web Token nha các bạn. Và một cái đấy chính là Asset Control List, tức rằng là các bạn cho phép người ta có thể làm được những gì nha. Thì cái khóa học của chúng ta nó sẽ gồm có 7 chương nha các bạn, và tổng số cái lecture, tức rằng là số bài học của chúng ta là 80 bài giảng, cũng như rằng là thời gian của khóa học của chúng ta đấy chính là 36 giờ nha các bạn. Các bạn có thấy rằng là đây chính là gọi là giáo trình chi tiết cụ thể cho cái gọi là cái dự án của chúng ta nha. Thì ở đây thì mình sẽ demo qua cái thành quả các bạn sẽ đạt được khi kết thúc khóa học này nha. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng đây chính là cái website mà các bạn có thể xây dựng được khi các bạn kết thúc khóa học này. Thì các bạn có thể thấy rằng là đây chính là cái header. Chúng ta sẽ có vài cái ví dụ như log out người dùng ra này, cũng như rằng là các bạn sẽ gọi là phân quyền menu nha các bạn. Ở đây thì mình đang đăng nhập rồi, thì ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ view từ khi mà các bạn chưa có tài khoản nha. Thì ở đây thì trước tiên chúng ta sẽ design một cái gọi là để login, để đăng nhập, gọi là đăng nhập người dùng vào. Và các bạn cũng có một cái option để chính rằng là chúng ta tạo mới nha các bạn. Thì các bạn lưu ý rằng là ở đây chúng ta sẽ học luôn, ngoài việc các bạn học React, chúng ta sẽ cần phải thiết kế một cái giao diện gọi là responsive nha các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là ví dụ như rằng là cái giao diện login này thì mình đang để ở gọi là cái màn hình. Ở đây thì mình sẽ chuyển qua cái iPhone 5 nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ chuyển qua iPhone 5. Các bạn biết rằng là iPhone 5 là một trong những cái điện thoại rất là nhỏ, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ học cách thiết kế nó làm sao để cho nó gọi là trông tốt trên nhiều thiết bị nha các bạn. Ví dụ như rằng là cái trang tạo tài khoản cũng vậy các bạn này. Chúng ta sẽ design cho nó đẹp nha. Ở đây thì mình sẽ chuyển qua cái chế độ responsive. Thì trong khóa học này thì chúng ta sẽ học thằng React nha các bạn. Đồng thời thì chúng ta sẽ cần phải thiết kế như thế nào để cho nó có thể gọi là responsive như thế này nha. Thì đây là một chút về frontend thôi. Ở đây thì mình sẽ quay lại và mình sẽ đăng nhập nha các bạn. Ở đây thì mình đã tạo sẵn tài khoản rồi. Thì trước khi nói về cái dự án của chúng ta đây các bạn, thì do chúng ta sẽ làm một cái dự án phân quyền. Thành ra rằng là hiện tại thì đối với dự án này mình sẽ chia thành 4 nhóm nha các bạn. Các bạn biết rằng là chúng ta sẽ có Dev này, Leader, Customer và Guest. Thì chúng ta sẽ phân quyền dựa vào các nhóm này nha các bạn. Những cái nhóm này có thể làm được những quyền hạn gì thì một người dùng nữa các bạn, chúng ta sẽ phân vào nhóm thì nó sẽ tự động sẽ có quyền nha. Thì đây gọi là về nôm na, về ý tưởng của chúng ta. Thì ở đây thì mình sẽ demo với hai nhóm chính nha các bạn, một là dev và hai là guest nha. Guest tức rằng là khách hàng đấy các bạn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ là dev, tức rằng là người full quyền, guest chỉ có việc xem thôi nha. Rồi, thì trước tiên thì các bạn thấy rằng là đây chính là cái giao diện mà mình sẽ cần phải đăng nhập. Thì ở đây mình sẽ dùng cái tài khoản guest nha các bạn, tức rằng là người dùng chỉ có thể xem được thôi nha các bạn. Thì các bạn lưu ý cho mình một điều đấy chính rằng là đây. Các bạn lưu ý cho mình một điều rằng là cái trong home này chỉ là một cái trang giới thiệu thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải học về người dùng này, chúng ta sẽ học về người dùng của bạn này, chúng ta sẽ tạo quyền cho người dùng. Các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ tạo quyền như thế này các bạn này. Ví dụ như rằng là cái đường link này thì mình sẽ miêu tả rằng là chúng ta sẽ gắn role cho một cái group, cũng như rằng là các bạn thấy rằng là một vài cái quyền, ví dụ như rằng là role read, tức rằng là chúng ta có thể hiển thị cái những cái list quyền lên. Hay nói nôm na rằng đây chính là những cái quyền mà mình đã khai rồi nha các bạn. Thì trước khi nói về cái việc phân quyền này thì mình sẽ demo cái chức năng đầu tiên các bạn sẽ học. Trước tiên thì chúng ta sẽ học cách kết hợp giữa thằng Node.js và thằng React, đúng không các bạn? Thì trên cái màn hình này chúng ta sẽ học về cái việc phân trang đối với thằng React. Các bạn thấy rằng là cái list danh sách người dùng này chúng ta sẽ phân trang như các bạn, đồng thời thì các bạn có thể rửa được người dùng. Các bạn lưu ý rằng ở đây thì chúng ta sẽ dùng chung form như các bạn, một cái component chúng ta sẽ thêm mới người dùng các bạn này. Và đồng thời thì chúng ta sẽ cho sửa người dùng nha các bạn. Thì ví dụ như rằng là khi các bạn sửa người dùng ấy, các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ fill những thông tin có sẵn vào, đồng thời chúng ta sẽ không cho sửa. Các bạn thấy rằng ở đây ngay tại vị trí này chúng ta sẽ mất cái gọi là cái mật khẩu như các bạn, bởi vì rằng là khi sửa người dùng chúng ta sẽ không cần mật khẩu, còn khi chúng ta tạo mới chúng ta sẽ điền mật khẩu cho người dùng như các bạn. Thì đây gọi là nôm na về cái ý tưởng của chúng ta nha. Thì đây chính là bước đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với việc phân trang, cũng như rằng là chúng ta sẽ luyện việc kết hợp giữa thằng Node.js và thằng React để có thể xây dựng lên được một cái tính năng như thế này. Sau khi mà các bạn đã xây dựng lên được tính năng như thế này, chúng ta sẽ cần phải đi tạo những cái role trong dự án của chúng ta. Các bạn lưu ý rằng ở đây chúng ta sẽ thêm nhiều role một lúc nha các bạn. Ví dụ ở đây mình sẽ thêm bừa một vài cái như các bạn, chúng ta cũng validate các bạn này. Ví dụ như rằng là input không hợp lệ thì ở đây thì mình sẽ xóa hai cái này đi và mình nhấn lưu nha các bạn. Khi các bạn nhấn lưu ấy
Thì các bạn thấy rằng là ví dụ như thằng guess này này thì mình đã phân quyền cho nó rồi, nó không có quyền để tạo row, thì ngay lập tức chúng ta sẽ bắn ra thông báo lỗi như các bạn. Lát nữa thì mình sẽ demo về cái thằng def, một cái thằng full quyền nha các bạn. Thì như vậy thì nó sẽ thao tác được nha. Tương tự thì sau khi mà các bạn đã tạo ra được tất cả những cái quyền cho dự án của chúng ta rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến bước gọi là chúng ta gán quyền cho nó nha các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ chọn quyền cho nó, ví dụ như thằng này đang gọi là cái row của nó là guest, nhưng các bạn mình đang cố tình đặt một cái tên là guest để chúng ta phân biệt nha. Thì đối với cái row guest này, các bạn thấy rằng là nó chỉ có quyền thứ nhất rằng là hiển thị những cái row mà đang có ở đây, tức rằng là toàn những gọi là những cái row mà cho phép hiển thị thông tin thôi, chúng ta không cho phép nó gọi là assign cũng như rằng là update hay create nha các bạn. Thì đây về thằng guest các bạn, thì ví dụ như rằng là sang thằng dev các bạn này, mình đã tích cho nó full quyền rồi, thành ra rằng là nó sẽ thao tác với cả ứng dụng của chúng ta nha. Thì các bạn thấy rằng là nôm na về ý tưởng phân quyền của chúng ta là vậy nha các bạn. Thì ví dụ như thằng thằng guest này nha các bạn, thì nếu mà các bạn xóa người dùng này này, thì chúng ta khi mà các bạn nhấn confirm ấy, chúng ta sẽ bắn ra thông báo lỗi rằng là bạn không có quyền để thực hiện thao tác này nha các bạn. Như vậy rằng là chúng ta đã chặn ở phía backend rồi, nó nôm na rằng là chúng ta đã chặn ở phía Node.js rồi nha các bạn, nên thành ra rằng là nó không thể làm được điều này nha. Thì bây giờ thì mình sẽ demo qua cái gọi là cái thằng dev, một cái đứa gọi là full quyền nha các bạn. Đây ví dụ như rằng là thằng dev của chúng ta 1 2 3 4 5 6, đây chính là cái quyền của nó các bạn này. Rồi thì ở đây các bạn thấy rằng là mình sẽ cho nó, mình sẽ sang bên này, các bạn thấy rằng là thằng dev là một thằng full quyền này. Ví dụ ở đây thì mình sẽ thêm mới row chẳng hạn, các bạn nhìn cho mình nhé, chúng ta sẽ thêm mới một cái quyền hạn, và ở đây thì mình sẽ thêm nhiều đứa một lúc nha các bạn, và mình nhấn nút lưu các bạn này. Đây các bạn thấy rằng là chúng ta đã có hai cái row mới ở đây, và mình có thể xóa được nha các bạn. Các bạn thấy rằng lúc nãy chúng ta không thể xóa được mà chúng ta vẫn thấy giao diện như vậy, thì đây gọi là chúng ta đã phân quyền người dùng nha các bạn. Ví dụ như rằng là ở đây thì mình sẽ sang cái group row, mình sẽ cho thằng guest nha các bạn. Thằng guest lúc nãy rằng là các bạn không thể xóa được row đúng không? Ở đây thì mình sẽ tích cho nó một cái quyền, đấy chính rằng là nó có thể xóa được row, đồng thời nó có thể tạo được row nha các bạn. Đấy thì đây gọi là row, chính là cái chức năng bên cạnh đây các bạn này. Mình sẽ nhấn lưu nha các bạn. Đây mình sẽ cập nhật cho thằng guest, thì bây giờ ấy, thằng guest bây giờ nó có thể tạo được row ở đây. Ví dụ ở đây thì mình sẽ tạo một cái row là test guest nha các bạn. Guest delete đây, đây là tag. Rồi đây là tag, mình sẽ ghi một cái là test như thế này. Các bạn thấy rằng là mình tạo một cái row như thế này. Bây giờ thì mình sẽ quay lại với thằng guest như các bạn. Ở đây thì mình sẽ cần phải log out nó ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại guest gmail.com, mật khẩu là 123456 thôi, enter nha các bạn. Các bạn thấy rằng là mình vừa gắn quyền cho nó này. Bây giờ thì mình sẽ check quyền của nó trước nha các bạn. Các bạn sẽ vào cái guest này, các bạn thấy rằng là nó đã có quyền có thể gọi là xóa luôn được row các bạn này, tức rằng là chúng ta sẽ xóa row bên này. Bây giờ ví dụ như rằng là bây giờ mình sẽ nhấn vào đây nha các bạn thấy rằng là lúc trước mình không thể xóa được đúng không? Bây giờ mình sẽ xóa này. Đấy các bạn thấy rằng là sau khi mình đã gắn quyền rồi thì nó có thể xóa được nha các bạn. Thì đây chính là cái mục đích chúng ta phân quyền nha. Thì cái cuối cùng mình sẽ review một vài cái thay đổi gọi là về khóa học này so với những cái kiến thức mình chia sẻ trên channel nha các bạn. Thì về React thì các bạn thấy rằng là nhiều bạn gọi là yêu cầu mình làm chức năng phân trang, thì trong khóa học này chúng ta sẽ làm về phân trang nha các bạn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ clone element nha các bạn, tức rằng các bạn nhìn ở đây nhé, ví dụ như rằng là trong cái group đây các bạn này, trong cái row đấy các bạn có thể clone được cái element. Thì đây là cái việc chúng ta sao chép lại element, và các bạn có thể tạo nhiều phần tử một lúc nha, chúng ta không tạo một nha các bạn. Tiếp theo nữa rằng là các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng ref để gọi từ parent xuống child, tức rằng là các bạn nhìn rằng là khi mình thêm mới ở đây các bạn này, khi mình thêm mới một cái một mình thêm mới một cái row ở đây, mình thêm mới một cái ở đây, thì các bạn lưu ý rằng là thông thường các bạn sẽ cần phải leave up state, tức rằng là các bạn sẽ cần phải đẩy state của thằng con lên thằng cha để cho nó quản lý đúng không các bạn. Ở đây thì các bạn hình dung rằng là cái ở phía trên là một cái component và cái ở dưới là một component nha các bạn, nó không có quan hệ cho con, thành ra rằng là nó có quan hệ cho con, tuy nhiên rằng là mình để cái state của thằng con do nó quản lý nha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ cần phải dùng ref, tức là use ref của React để chúng ta có thể kết nối từ cha xuống con nha các bạn. Tiếp theo nữa các bạn có thể thấy rằng là mình sẽ gọi là giúp các bạn, chúng ta sẽ học về Context API để chúng ta có thể lưu được thông tin của người sử dụng này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ check quyền nha các bạn, tức rằng là người dùng khi chưa đăng nhập chúng ta sẽ đá người ta ra nha. Cũng như rằng là chúng ta sẽ customize thằng Axel để có thể gọi là gửi được cái JWT cho chúng ta đúng không các bạn. Và chúng ta sẽ kết hợp thằng React và Bootstrap File để tạo một cái giao diện co giãn nha. Đối với thằng Node.js các bạn sẽ học về JWT, tức là JSON Web Token. Các bạn thấy rằng là việc mà mình vừa demo cho các bạn thấy rằng là chúng ta có thể phân quyền được ấy, thì bản chất của nó rằng là mỗi một cái request các bạn gửi lên server, ví dụ ở đây thì mình sẽ refresh nha các bạn, thì để xác thực được người dùng là ai, các bạn thấy rằng là mình refresh lại trang mà mình không bị log out ra người dùng ấy, thì bản chất của vấn đề đây chính rằng là mình đã phải gửi kèm một cái token nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ gửi kèm trong header một cái bearer token, hoặc rằng là các bạn sẽ dùng một cái JSON web token chúng ta nhúng vào trong cookie nha các bạn. Thì chúng ta sẽ học cách chúng ta sẽ nhúng vào trong lời gọi request thông qua việc các bạn customize một cái thư viện, đấy chính là Axel nha các bạn. Đây
Ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ học cách customize cái thằng Excel thì chúng ta sẽ sử dụng được cái thằng JSON Wetzikon từ thằng React chúng ta gửi lên Node.js nha các bạn. Và cuối cùng thì các bạn yên tâm một điều đấy chính là trong khóa học này chúng ta cũng học và hiểu về cách thiết kế database nha các bạn. Thì đây chính là một topic mà rất nhiều bạn đã yêu cầu mình hướng dẫn các bạn, thì các bạn yên tâm rằng là trong khóa học này chúng ta sẽ cover hết nha. Thì quay lại với khóa học Udemy của chúng ta thì các bạn yên tâm rằng là chúng ta sẽ đi theo từng chương như các bạn sẽ học về, thứ nhất rằng là các bạn sẽ chuẩn bị môi trường này, chúng ta sẽ học về Node.js, chúng ta học về RESTful API cũng như rằng là chúng ta học về JSON Wetzikon, chúng ta sẽ chia theo từng chương như các bạn và tất cả mọi thứ chúng ta làm từ đầu như các bạn. Thì đây chính là nội dung khóa học của chúng ta cũng như rằng là thành quả các bạn sẽ đạt được nha. Và phần cuối cùng cũng như rằng là rất nhiều bạn quan tâm đấy chính là khóa học Udemy này, thì mình dự kiến thì hôm nay thì mình submit trên Udemy đấy các bạn, thì khoảng vào thứ ba, mình nghĩ rằng là vào tối thứ ba hoặc rằng chậm nhất là vào thứ tư rằng là nó sẽ chính thức lên sàn Udemy thôi. Bởi vì rằng là Udemy nó tốn mất khoảng 2 ngày để duyệt, nhưng các bạn thông thường thì nó tốn khoảng 1 ngày đến 1 ngày rưỡi thôi. Tuy nhiên là nếu như rằng là các bạn muốn sở hữu khóa học này ngay lập tức thì các bạn yên tâm rằng là mình cũng đã tạo một cái bản backup trên Google Drive như các bạn. Ở đây các bạn yên tâm một điều đấy chính là Udemy chính là một kênh giúp các bạn học tập hiệu quả hơn. Ngoài ra thì mình cũng có một cái phương án backup khác, đấy chính là ngoài YouTube thì mình cũng đã tạo ngay một cái trên Google Drive. Thì các bạn có thể thấy rằng là full khóa học của chúng ta thì các bạn có thể gọi là, nếu các bạn muốn access ngay bây giờ thì mình sẽ share cho các bạn vào Google Drive nha các bạn. Thì đây chính là cái nội dung khóa học của chúng ta.